chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Sự thật về cái chết của bố Hồng được tiết lộ trước khi ông Toàn vĩnh viễn ra đi. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Độc Đạo. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Trước khi chết, ông Toàn hé lộ về cái chết và hung thủ thật sự giết bố Hồng. Ông Toàn bị Dương đánh úp, mất hết tất cả gia sản, sự nghiệp bao nhiêu năm gây dựng cũng tan thành mây khói. Hồng biết nhưng không đứng ra giúp đỡ ông Toàn, bởi vì Hồng phát hiện ra ông Toàn có liên quan đến cái chết của bố mình. Nhưng trước khi chết, ông Toàn lại bảo Khương đi tìm Hồng để nói, cho Hồng biết bí mật về án mạng năm xưa giữa ông Toàn và bố Hồng. Hóa ra, người giết bố Hồng là Dương Cơ Bắp và Quân Già. Lê Toàn chỉ là kẻ thế thân mà thôi. Liệu rồi Hồng có tin lời ông Toàn, điều tra lại về cái chết của bố, hay Hồng sẽ trơ mắt nhìn gia đình ông Toàn rơi vào tay Dương? Khương vẫn đang say đắm với tình yêu của mình, mà không ngờ mình đã tự tay cõng rắn cắn gà nhà. Hóa ra, Chảnh, cô người yêu mà Khương tình cờ quen và muốn cưới làm vợ, lại là người của Dương Cơ Bắp, gài vào để moi thông tin từ ông Toàn. Cũng chính vì bị Dương chèn ép, ông Toàn tức đến mức thổ huyết, bệnh tình nguy kịch. Biết mình không còn nhiều thời gian, ông Toàn liền nói bà Mộc gọi cho Khương, nguy rồi. Thằng Khương sắp gặp nạn rồi, nhà mình sắp mất rồi. Bà gọi thằng Khương về đây cho tôi. Bà Mộc nhìn thấy ông Toàn thở hổn hển liền nói, ông bị sao thế? Ông thấy mệt ở đâu? Ông Toàn nằm gục xuống bàn nói, đừng nói nhiều, mau gọi cả thằng Hồng nữa. Nhanh lên, không sẽ không kịp đâu. Tôi chết rồi, bọn nó sẽ không tha cho bà và thằng Khương đâu. Nói rồi, ông Toàn lại thổ huyết. Bà Mộc lúc này mới biết tình hình nghiêm trọng, vừa khóc vừa lấy điện thoại ra gọi cho Khương. Bên kia, Khương vẫn chưa hay biết chuyện gì, vẫn hớn hở, có chuyện gì mà U gọi cho con vào giờ này. Bà Mộc nghẹn ngào nói, Khương ơi, bố mày sắp không xong rồi, mày mau về đi. Khương tái mặt nói, U đừng có đùa, sáng nay vẫn khỏe mạnh bình thường mà. Bà Mộc hét lên, bố mày nôn ra máu rồi. Nhanh lên, tao không đùa đâu. Khương vội hủy kèo để Chảnh trong phòng thử đồ cưới rồi phi xe về nhà. Về đến nhà, thấy mặt ông Toàn phở phạc, bà Mộc thì đang khóc thút thít, Khương biết bà Mộc không lừa mình. Khương chạy đến bên ông Toàn, quỳ xuống đất, nắm tay ông Toàn nói, bố sao thế ạ? Bố đừng làm con sợ. Ông Toàn liền nói, Khương, mau đi tìm thằng Hồng về đây. Nói với nó bố có chuyện quan trọng về cái chết của bố nó muốn cho nó biết. Giờ mẹ mày gọi nó cũng không nghe máy đâu. Chỉ có mày là may ra có thể thuyết phục được nó. Mau đi đi. Thấy ông Toàn yếu ớt, Khương vội lao đi ngay. Khương xông đến nhà của Hồng, thấy Hồng đang ngồi trầm ngâm trên bàn làm việc. Khương vừa khóc vừa nói, anh ơi, bố sắp không xong rồi, mau đi về nhà với em đi. Hồng lạnh lùng nói, ta không về. Đấy không phải là nhà tao, ông ta sống hay chết cũng không liên quan gì đến tao. Mày về đi. Khương liền quỳ xuống chân Hồng nói, anh, em không biết giữa anh và bố đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ ngày anh bỏ nhà đi, từ mặt với bố, bố lúc nào cũng nhốt mình trong phòng. Bố bỏ ăn bỏ ngủ, nay bố yếu lắm rồi, không trụ được lâu nữa đâu. Anh không thể tha thứ cho bố được sao? Tại sao tao lại phải tha thứ cho kẻ đã giết bố tao? Chính ông ta là người đã biến đời tao thành địa ngục. Ông ta chết là đáng lắm. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Tại sao tao lại phải đi gặp ông ta lần cuối? Tao còn đang hận vì không thể tự tay giết ông ta. Mày có hiểu không? Bốp! Một cú đấm như trời giáng thẳng vào mặt của Hồng. Anh có còn là con người nữa không? Anh nghĩ bố giết bố anh thật sao? Em không tin. Đến một người như em còn cảm nhận được bố thương anh như thế nào, anh không nhìn thấy sao? Anh bị hận thù che mờ mắt rồi. Chắc chắn trong chuyện này có ẩn khúc. Chắc chắn thằng Dương Cơ Bắp nó lừa anh, nó muốn ly gián gia đình chúng ta để tiêu diệt bố anh. Anh tin em đi, chắc chắn bố không giết bố anh đâu. Hồng cũng tức giận hét lên, thế mày muốn tao phải làm gì? Giữa một người đã đẩy ra tao và một người đã nuôi dưỡng tao, mày bắt tao phải lựa chọn như thế nào? Tao đã quyết rồi, tao không về là không về. Tao không muốn gặp lại ông ta nữa. Mày về đi. Khương liền chạy đến đứng trước mặt Hồng nói, anh nói dối. Anh cũng tin là bố không phải là người giết bố anh, đúng không? Bố nôn ra máu nhưng vẫn bắt em đi tìm anh. Nói anh về nhà, bố sẽ nói cho anh biết sự thật. Anh không tha thứ cho bố cũng được, nhưng anh làm ơn cho bố một cơ hội, được không? Hồng bị tình cảm của Khương làm cho dao động, liền cùng Khương trở về nhà. Nhìn thấy ông Toàn đang nằm yếu ớt trên giường, bà Mộc đang khóc lóc thảm thương, Hồng có chút động lòng. Anh bước đến trước mặt ông Toàn nói, ông tìm tôi có chuyện gì? Ông Toàn như cành khô trước gió, nhìn thấy Hồng, ông liền nở một nụ cười mãn nguyện, anh Hồng, cuối cùng anh cũng chịu về rồi. Anh nghe tôi nói, mọi chuyện không giống như thằng Dương nó kể đâu. Tôi bị bọn nó gài. Hồng hét lên, nhìn ông Toàn bằng một ánh mắt uất ức, căm phẫn, ông bị gài à? Gài như thế nào? Ông mau nói đi. Hay ông biết bố tôi có thể ngáng đường ông nên mới muốn giết người diệt khẩu?
Ông sợ bố tôi hoàn lương, ông sợ công an sẽ biết được những chuyện xấu mà ông làm nên mới ra tay với bố tôi, đúng không? Ông Toàn đau khổ lắc đầu, không phải, anh nghe tôi nói đã. Hôm đó, sau khi từ biệt nhau, tôi nhận được tin thằng Dương nói bố anh xảy ra chuyện. Tôi lập tức quay lại để xem thực hư. Vừa vào đến nhà anh, tôi đã nhìn thấy những vết máu loang lổ trên tường. Tôi có linh cảm không lành nên đã chạy vào xem, thì phát hiện ra mẹ anh đã bị bắn chết. Tôi liền chạy đi tìm bố anh thì nhìn thấy bố anh đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Tôi vội đỡ bố anh dậy, hỏi kẻ nào đã làm ra chuyện này thì bố anh nói là thằng Dương và thằng Quân. Sau đó, bố anh lấy ra một tấm ảnh, đây chính là bức ảnh của anh ngày bé, đưa cho tôi và nói, xin anh trưởng hãy tìm con em và nuôi dưỡng, bảo vệ nó. Ân tình này của anh trưởng, em sẽ không bao giờ quên. Đúng lúc này, công an ập vào, tôi hết cách chỉ đành bỏ chạy. Đó cũng là lý do tại sao trên hiện trường lại có dấu tay và dấu giày của tôi. Mãi sau này, sau khi rửa tay gác kiếm rồi suy nghĩ lại, tôi mới nhận ra tất cả là kế hoạch của bọn thằng Dương bày ra. Bọn nó muốn tôi tiếp tục dấn thân vào con đường ma túy nên mới hãm hại tôi. Nhưng vì công an không có đủ bằng chứng nên không khép tội tôi được. Tôi được trả lại tự do và quyết tâm làm lại từ đầu. Việc đầu tiên tôi làm đấy chính là đi tìm anh. Tôi đã lùng sục khắp nơi mới tìm được anh. Vì ân tình năm xưa với bố anh nên tôi đã nhận anh làm con nuôi, nuôi dưỡng, chăm sóc, yêu thương anh thật lòng. Tôi không phải là kẻ giết bố anh Hồng ạ. Hồng hoang mang, cười khẩy nói, ông nói láo. Ông định lừa tôi à? Sao ngay từ đầu ông không nói sự thật cho tôi biết? Tại sao bây giờ mới nói? Ông Toàn rơi nước mắt nói, vì tôi sợ anh không chấp nhận được. Tôi muốn quá khứ ngủ yên. Cậu nghĩ xem, tôi sắp chết rồi, tôi lừa cậu để được gì? Cậu Hồng, tôi xin cậu hãy tin tôi một lần. Cậu có thể điều tra lại mà, chắc chắn cậu sẽ tìm ra sự thật. Khi đó, cậu có thể hận tôi cũng chưa muộn. Tôi chỉ xin cậu hãy nể tình bà Mộc và thằng Khương đã thật lòng yêu thương cậu. Họ vô tội, xin cậu hãy thay tôi chăm sóc họ. Chỉ có cậu mới bảo vệ được họ thôi, làm ơn. Ông Toàn nói xong cũng chút hơi thở cuối cùng bên gia đình của mình. Liệu rồi những gì ông Toàn nói có phải là sự thật? Hồng có nhận lời thay ông Toàn chăm sóc bà Mộc và Khương, tính sổ với tay Dương hay không? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Độc Đạo. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.